Xin chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về tần số và điện áp khi mà mình điều khiển động cơ AC. Như các bạn đã biết thì ở trong công nghiệp ấy thì có rất nhiều các thiết bị và cái hệ thống băng tải là một cái thiết bị mà không thể thiếu. Và để hoạt động được cái băng tải này, cái băng tải có thể vận chuyển hàng hóa được ấy thì nó không thể thiếu là cái động cơ. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái động cơ AC trên màn hình thì các bạn thể nhìn thấy là ở đây là một cái băng tải vận chuyển hộp. ở đây thì để vận chuyển được đấy thì cái băng tải này nó sẽ cần có là cái động cơ AC. ở đây mình dùng động cơ AC nhé. cái động cơ AC này các bạn muốn thay đổi vận tốc thì chúng ta sẽ sử dụng một thiết bị có tên là biến tần đây. thì như các bạn biết rồi. tiếp theo chúng ta sẽ đi vào sâu hơn về động cơ AC. như trên hình các bạn thể thấy đây là động cơ AC Động cơ AC này nó sẽ gồm các bộ phận chính như sau. Đầu tiên chính là rotor, tiếp theo là khung, tiếp theo là stator và quạt. Thì rotor nó chính là cái bộ phận mà chuyển động ở trong cái động cơ AC này. Khung là bộ phận mà chứa bao gọi là nó nó là cái bộ phận mà bao gồm tất cả bao ở ngoài đấy, tất cả bộ phận ở bên trong. Stator là bộ phận chuyển động cuộn dây. Và cuối cùng là quạt. Quạt này chủ yếu là dùng để tản nhiệt. Thì để động cơ chạy được thì chúng ta cần phải có những yếu tố gì để động cơ AC có thể hoạt động được. Thì để động cơ chạy được có chúng ta phải cần từ trường và điện áp. Đấy, chỉ cần hai cái yếu tố là từ trường và điện điện áp thôi thì chúng ta có thể làm cho động cơ AC này quay. Thì yếu tố nào sẽ tác động tới tốc độ quay thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một khái niệm nữa Như bạn thấy thì mình có một cái ổ cắm thì trong cái điện không chỉ là trong công nghiệp nhé, mà điện dân dụng thì cái việc sử dụng điện AC này là rất phổ biến và quan trọng thì cái điện AC này nó gồm khi mà các bạn nhắc đến điện AC ấy, thì các bạn sẽ nhắc ngay đến một số định nghĩa sau đầu tiên là 100V 50Hz 200V 50Hz 100V 60Hz đấy thì khi nhắc cái hiệu điện là khi nhắc tới uh, điện áp ấy thì chúng ta thường sẽ nhắc tới là bao nhiêu V, bao nhiêu hét điện AC. Thì uh, cái 100 V và 50 hét này thì nó là gọi là gì? 100 V thì nó gọi là điện áp. Còn 50 hét này nó là tần số. Nếu điện áp thì các bạn chắc chắn là biết rồi. Nếu mà ở Việt Nam mình thì sẽ thường là sử dụng là điện 220 V và trong uh, công nghiệp thì mình sẽ sử dụng điện là 380 V. Còn ở một số nước ví dụ Nhật Bản chẳng hạn thì nó sẽ sử dụng điện 100V thay vì điện 220 thì nó sẽ sử điện uh, sử dụng điện 100V. Và cái tần số này, tần số này thì tùy từng nước nó cũng sẽ có những cái thay đổi khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về định nghĩa của tần số. Tần số uh, như trên màn hình thì các bạn có thể thấy là đây là một cái đồ thị của cái dòng điện AC cái đồ thị uh, dòng điện AC này nó chính là cái đồ thị hình sin, nó biến thiên liên tục. Đấy ở đây các bạn thì nhìn thấy là nó biến thiên này, đây là dương âm này. Đấy dòng điện AC của mình nó sẽ chạy biến thiên như thế này. Nếu mà dòng điện DC ấy, thì nó sẽ chỉ là một cái đường thẳng thôi, nó là 5V thì nó là 5V. Còn cái dòng điện AC này chính chính vì nó là gọi uh, nó biến thiên như thế này nên là uh, mình sẽ gọi là dòng điện xoay chiều đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tần số. Tần số ở đây, mình ví dụ tần số 50 Hz thì ý nghĩa là nó như thế nào? 50 Hz này nó chính là 50 lần chuyển đổi. Đấy 50 lần chuyển đổi trong một giây. Đấy thì chính là tần số, tần số 50 Hz. Và chính cái tần số này nó là nguyên nhân dẫn đến thay đổi cái tốc độ động cơ của chúng ta. Khi mà chúng ta sử dụng biến tần thì ngay cái tên biến tần thôi là các bạn cũng đã mình dùng ra là mình dùng mình để thay đổi tần số đúng không? Và chính cái thay đổi tần số đấy nó là nguyên nhân dẫn đến uh, thay đổi tốc độ của động cơ. Bây giờ thì uh, chúng ta sẽ đi sang uh, uh, cái thay đổi tần số. Ở đây mình uh, có lấy ví dụ cho các bạn là uh, hai cái tần số mình thay đổi đầu tiên là tần số 30 Hz và tiếp theo là tần số 40 à 60 Hz. Thì khi mà mình chạy với tần số 30 Hz này thì theo các bạn, tốc độ động cơ của mình nó sẽ chạy như thế nào? Đúng rồi, chính xác đó là tốc độ động cơ nó sẽ chạy chậm hơn. Tần số càng nhỏ thì cái tần số cái cái độ dao động ấy, độ dao động của dòng điện nó càng bé thì dẫn đến là cái tốc độ động cơ của mình nó cũng chậm theo. Và khi mà mình tăng cái giá trị tần số này lên 60 Hz thì cái tốc độ động cơ của mình nó cũng sẽ thay đổi theo, nó sẽ tăng dần lên. Và cái tốc độ động cơ 6, ở tần số 60 Hz thì nó sẽ quay nhanh gấp đôi, gấp hai lần. Cái tốc độ động, động động cơ quay ở tần số 30 Hz. Rồi, bây giờ mình sẽ thử đi chạy này. Đấy thì các bạn có thể nhìn thấy là ở tốc độ 60 Hz thì nó nó sẽ mất thời gian ít hơn để nó quay xong. Và tốc độ tốc độ 30 Hz thì nó sẽ mất cần nhiều thời gian hơn để nó quay được cái cái, cái, cái uh, quãng đường như vậy. Đấy, thì chính vì vậy từ đây mà sinh ra cái biến tần chúng ta làm thay đổi tần số. Rồi thì uh, bài giới thiệu của mình uh, đến đây thôi, thì qua đây thì cũng mong uh, hy vọng các bạn đã hiểu được tần số và cái, cái điều khiển của tần số liên quan với tốc độ của động cơ. Thì trong những bài sau thì mình sẽ nói sâu hơn về cách uh, cài đặt biến tần và những uh, kiến thức liên quan đến biến tần. Rồi, xin chào các bạn.